gọi điện thuê taxi hoặc đặt xe ôm công nghệ rồi lợi dụng đêm khuya đường vắng để cướp tài sản. Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng lại được một số đối tượng phạm tội thường xuyên thực hiện. Mới đây, một vụ cướp tài sản của tài xế taxi với thủ đoạn tương tự đã xảy ra ở ngoại ô thành phố Cần Thơ. Khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đêm 20 tháng 8, một nữ tài xế taxi đã bị người khách trên xe cướp tài sản. Nạn nhân tri hô, người dân ào ra thì đối tượng đã rời khỏi hiện trường. 3 giờ thức dậy sửa sẵn nấu rượu, nghe la tiếng la, thấy lạ tiếng la lạ quá nên mới đi ra xem. Thì ra xem thấy chiếc taxi, mới lấy đàn pin gọi là thấy chiếc taxi. Khi đó qua bên đây thì hết la rồi, rồi mới kéo cái mặt thấy tình nghi, không biết cái gì nữa, kéo đại ra thôi. Còn cái đó phản ứng tự nhiên kéo đại ra thì cô đó cũng nói là ăn cướp. Đến khoảng 5 giờ sáng, công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ tên cướp tài sản. Đó là đối tượng nghiện ma túy tên Trịnh Minh Lực. Thiếu tiền ăn chơi, Lực nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi yêu cầu nữ tài xế taxi lái xe vào đường vắng, y đã ra tay. Nữ xe mới mở cửa bước ra, ở đây mới cặp cái trái kẹp chiếc cổ nữ xe. Là lúc đó là vừa cái cổ xong là cứng chập lên hỏi mà nữ xe mạnh quá mới lôi kéo văng vào phía bên xe bên kia, phía bên cửa bên kia luôn. Theo công an thành phố Cần Thơ, lợi dụng đêm tối, đường vắng để cướp tài sản của lái xe taxi hoặc xe ôm công nghệ không phải là thủ đoạn mới. Do muốn kiếm thêm thu nhập nên nhiều tài xế còn chủ quan, chấp nhận chở khách đến những nơi vắng vẻ, ít người. Tài xế taxi hoặc là xe ôm thì khi phát hiện những cái hành vi bất thường của đối tượng thì mình cảnh giác và mình phải chạy ngay tới gặp những cái nơi đông người để mình chi hô để cho họ giúp đỡ mình. Mặt khác, đối tượng bất chính thường yêu cầu tài xế thay đổi địa điểm liên tục hoặc đi vào đường vắng. Khi khách đi xe có những dấu hiệu này, tài xế nên cảnh giác tìm cách đến nơi đông người hoặc nơi có lực lượng công an đóng chốt để tránh hậu quả đáng tiếc.